đứng ở bãi trước của thành phố Vũng Tàu, nơi có bãi biển rất là đẹp, kép, trắng, thoải, biển nước trong xanh. Đằng trước mặt tôi là những ghe tàu đánh cá của bà con ngư dân đường đậu sau những cái chuyến đi đánh cá về đầy cá. Sau nữa là những tàu dầu, đằng sau rất đông cán bộ công nhân viên dưỡng đường tắm buổi sáng, nắng mai rất là đẹp. Trước mặt các bạn được nhìn thấy là cái cáp treo lên trên đỉnh núi khu du lịch Hồ Mây, là cái ngọn núi ở phía trước với rất nhiều thắng cảnh nổi tiếng. Những nhà hàng khách sạn món ăn ở biển rất là ngon, tươi nhé. Mong quý vị sẽ có những cái chuyến đi du lịch tàu và mang lại những cảm giác thân thương, yêu thương cho gia đình, cho bạn bè, cho cơ quan tổ chức. Biển xanh cát trắng, nắng vàng và món ăn thì tuyệt vời, không khí thân thiện trong lành. Thành phố Vũng Tàu nổi tiếng là thành phố có an ninh tốt và coi như là thành phố không khí trong lành, trong xanh, mát mẻ. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu cũng chỉ hết 2 tiếng xe ô tô và tàu cá ngầm cũng chỉ hết 2 tiếng. Chúng ta đã được tắm biển, được ngắm phơi nắng, được coi như là đùa nghịch cát, không khí thật tuyệt vời, không có cái gì khác được. Các bạn đi các bạn cảm nhận và các bạn thấy xin hỗ trợ rất nhiều. Cảm ơn các bạn.